Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah, thì Hắc xin giới thiệu DJ ngày hôm nay. Xin chào mọi người, Kira Kira hôm nay sẽ làm DJ. Yeah. Nghe bạn đợt này Kira làm DJ nhiều ghê ha. Yeah. Thì các em cũng không hiểu sao. Hay là có tài năng này là định mệnh. Tài năng. Định mệnh. Rồi và khách mời ngày hôm nay là một người anh rất là thân thiết. Với cả Thiap, mình đã dạy cho mình rất nhiều trong chương trình du lịch kỳ thú. Và để cho mình có thể tự tin để đứng ở đây làm MC ngày hôm nay, xin mời anh Bạch Dũng. Có gì đâu mà la là dữ gì. Anh đây anh. Em xếp sẵn một chỗ để cho anh. Tự nhiên ngày hôm nay vô cái chỗ này cảm giác như mình rất già. Đứng giữa một bầy trẻ, một bầy cù non. Bây giờ mình là con sói già. Đúng không? Sói. Không phải sói hả? Không phải sói. À, không phải sói gì, hôm nay làm cái gì? Anh là khách mời thôi. À, làm khách mời. Tức là khách mời ngày hôm nay. Rồi, xin chào mọi người khán giả của chương trình Đông Tây Nam Bắc. Trò chơi đầu tiên đó là trò nghe nhanh, đáp lẹ. Bây giờ chị Hấp sẽ phổ biến luật lại cho anh Bát Dô một lần để Bát Dô hiểu. Đó là DJ sẽ chơi lần lượt 15 bài hát. Và khi DJ đếm từ 1, 2, 3 hoặc là 3, 2, 1, nói chung anh nghe thêm 1 hoặc là 3. Anh sẽ lên bấm cái chuông, em sẽ đặt ở phía này. Thì bạn nào trả lời được nhiều hơn thì sẽ về một đội mà. Đúng. Ok, chơi luôn. Rồi, được. Xin mời DJ. Ok, ca khúc đầu tiên. Nhạc Việt. Nhạc Việt được á. Ngoan nha. Đếm nào mới được. Tên bài này khá dài đó. 3. Đứng yên. Để cho khách mời đi đứng dưới nè. Rồi, xin mời bắt vô. Đây là bài này là một ca khúc do ca sĩ Trà My Idol hát đúng không? Biết luôn. Mình lấy sẽ lấy điệp khúc là đừng ai nhắc tới em vô tình. Đúng không? Vậy luôn hả? Sai rồi. Xin mời Hailey. Vậy đây là bài đừng ai nhắc về anh ấy. Như Trà My Idol. Nhớ được ca sĩ rồi. Bên cạnh anh là mưa đừng nhắc về cô ta. Một điểm cho Hailey. Ca khúc tiếp theo. Biết. Biết không? 3, 2, 1. Người ơi. Xin mời Hailey. Đúng rồi anh. Anh khác hay em khác? Chính xác. Một điểm mình cho anh bắt vô. Trời ơi, vừa vào game cứ khiêm tốn hoài. Đúng gì? Đó là bài hát biết duy nhất thôi đó. Ok, ca khúc tiếp theo. 1, 2, 3. Chính xác. Rồi, xin mời Kira. 3, 2, 1. Xin mời Kenji. Đây là bài Beautiful in White. Hay quá. Bắt đầu. 3, 2, 1. Đừng khai tăng tình. Em mời anh. Chết. Xin mời Kenji. Và đây là bài Đất Phương Nam. Bài này không phải là bài Đất Phương Nam. Sai. Gần đúng. Đất phương Bắc à? À, xin mời bắt đầu. Đây là bài ca Đất Phương Nam. Trời ơi. Thiếu cái chữ bài ca thôi làm nên vấn đề được không? Ủa mấy đứa ráng lên đi mấy đứa. Cái gì mà anh trả lời được không vậy? Mình một đội. 3, 2, 1. Xin mời Kenji. Thì đây là bài Con Cào Cào. Không lẽ Kenji về đội của anh hả Kenji? Ca khúc tiếp theo. Cái giọng là biết không? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Xin mời ngon. Đây là bài Criminal. Yes. Kira. Ok. Hai bé chân xinh. Ca bạn mời chồng. Đây nhớ chính xác cái tựa nha. Bài này ai cũng biết nhưng chưa chắc là biết đúng tựa. Đây là bài Cá Vàng Bơi. Ồ, đúng luôn á. Xanh biết. Tuổi thơ của em. Tuổi thơ của em nhưng mà chưa chắc là biết được đúng cái tên, cái tựa của bài. Ôi, anh không biết. Em không biết. Mai mốt có con đi biết nhiều lắm. Chơi kia ra.
3, 2, 1 Run a free game. Yeah. Ok. Rồi, xin mời chị Nam. I lay my love on you. Yeah. I lay my love on you. Đúng thơ của anh đó. Yeah, tuổi thơ của em đó. Một điểm cho chị Nam. Bài này cũng rất là cuộc thi dành tuổi thơ. Một thời. Tuổi thơ của mỗi người là số hôm nay. Cái gì nhỉ? Xin mời Kenji. Đây là bài ăn gì đây? Bài gì, bài kỳ ấy, bài tên ăn gì đây? Bài này quảng cáo cho ẩm thực Việt Nam anh. Hà Nội. Ngắn thế. Nơi mùa đông mưa xin hãy làm tuyết rơi. Yo. Để trắng lối đêm anh. Xin mời winner. Và đây là bài nơi tình yêu bắt đầu. Hay quá. Mấy đứa con trai bớt trả lời lại. Chú không muốn về đội mấy con đâu. All the way. Em chị em đi. Bài này phục. Xin mời em. Đây này là bài One Call Away. Charlie Puth. Hay còn gọi Charlie Puth. Rồi. Xin mời Kira Kira. Không còn con sông. Quen quen cực đấy. Nước dâu. Giờ là về chỗ. Về chỗ. Tôi về chỗ. 3, 2, 1. Xin mời Anna. Đây là bài quen em mùa nước lũ đúng không? Chính xác, một điểm cho Anna. Bài này cũng nổi lắm á. Điểm trước, điểm trước. Ok, 3, 2, 1. A khúc. Xin mời Amy. Mọi người. Bài See You Later. Yeah. Bài cuối cùng nào. Mọi người ôm sắt mà tình yêu. Là đi con ơi nè. Ôm về em từng người đi. Xin mời Kenji. Đây là bài chết rồi, nhiều người ôm giấc mơ. Sai. Đúng rồi, đúng rồi. Mình chơi theo kiểu đàn ông luôn. Người lớn với nhau. Nhưng mà ít đàn ông lắm. Anh dọn một người, em dọn một người. Rồi đầu tiên anh dọn Haley về đây. Anh là đàn ông là phải chọn phụ nữ rồi. Thường phụ nữ trước chứ. Chọn đàn ông. Chọn phụ nữ nha. Em chọn anh Mon. Phụ nữ. Thôi đừng nghe anh em, đừng nghe anh em, đừng nghe anh. Chính xác. Bây giờ mà con về đội chú. Sao là từ nay đến giờ tôi vẫn ngồi đây mà. Di chuyển, à em vẫn ngồi đây. Đúng không, em cô đơn đúng không? Em cô đơn. Em về làm công việc rồi. Yes. Thôi. Ok. Em muốn chọn winner. Thôi em, rồi ra đi. Rồi rồi, rồi về đội đi em. Tổng kết số điểm của vòng này. Hiện tại Kenji đang dẫn đầu với số điểm là 4 điểm. Hay. Trời ơi, em mút của tôi xuất sắc. Tưởng hôm nay cấp Hailey 3 điểm. Winner anh Bát Dô và chị Gina em. Dạ. Hiện tại đang là 2 điểm. Còn những người còn lại thì thôi, tiếp không tiện nhắc. Mọi người tự hiểu đi nha. Nhưng mà lần này thì tiếp rất là tôn trọng anh Bát Dô ấy, vì anh chỉ cho mình rất là nhiều thứ. Nên là anh sẽ không đặc quyền. Đó là anh sẽ được chọn người về đội của anh và Kenji cũng sẽ được chọn người về đội Kenji. Đây là đội hình chính thức của hai đội ra sân ngày hôm nay. Ủa nhưng mà bây giờ là bên đây là 4 người. Là có 3 người con gái. Nên là em sẽ chọn một người về làm gọi là trợ lý cho em, bây giờ anh chọn đi. Thế thôi để em mau cho. Em mau hả? Dạ, hy sinh luôn. Em đi về luôn đi. Sao vậy? Ôi trời ơi. Mẹ từ đầu tới cuối sự xuất hiện của em nãy giờ suốt hơn một vòng chưa thể hiện được gì luôn. Tại vì mình cũng biết cái nói chung là thôi mình không nói nữa chứ. Trời ơi. Anh xin mời anh vào ghế vàng. Vâng, xin mời em ngồi ghế đen. Dạ. Ai cho em ngồi đây em? Vòng thi tiếp theo là vòng Crazy Challenge. Bên tay phải đi là đội xanh. Và bên trái tiếp là đội đỏ. Trò chơi đầu tiên có tên là thật giả bất ngờ. Luật chơi như sau. Yep, sẽ cung cấp khay đồ gồm có đồ thật và đồ giả lẫn lộn vào với nhau. Đội đầu tiên cầm những món đồ vật đứng từ xa diễn tả để đánh lạc hướng đội đối phương, sao cho đội đối phương không biết đâu là món đồ thật, đâu là món đồ giả. Và sẽ thực hiện tương tự như vậy cho đội còn lại. Nhưng mà lưu ý, các thành viên của đội đoán sẽ được đeo kính mắt để quan sát và đứng khoảng cách 3 mét. Mỗi đội sẽ có 3 lượt để đoán. Đó. Ê, các bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Trò chơi bắt đầu. Mọi người có thấy cái gì ở giữa đây không? Bàn. Đó. Trên cái bàn có cái gì? Cái kính. Đó, bây giờ đây là dụng cụ để các em thực hiện phần thi ngày hôm nay. Đội nào lên trước đây? Đội nào đoán trước? Lady first.
Lady first. Ok, ba bạn lady của chúng ta sẽ lên đeo kính nào. Vâng, xin mời các bạn. Đeo đi, đeo. Ủa à. Rồi, anh sẽ qua đây. Ôi. Swag nha. Ồ, swag quá. Rồi. Xin mời trợ lý đem đồ vật lên bàn ạ. Rồi. Các bạn đoán đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng. Xin mời đội còn lại lên miêu tả đồ vật. Thật nhận cái trọng trách gọi là nặng nhất luôn đó. Canh tem. Ok, xin mời Mon Hoàng Anh. Xin mời anh bắt rồi. Đố Mon, hoa này là thiệt hay giả? Không, không, không cần phải suy nghĩ. Tại vì trong cái lúc mà là người ta đã thể hiện ra cái chuyện là đây là hoa thiệt hay giả rồi đó. Là hoa giả. Nếu như đây là hoa giả thì chắc chắn bạn sẽ không ăn được, đúng không? Hoa thật thì chúng ta ăn được. Bây giờ bạn hãy tự bạn kiểm chứng điều đó đi. Thưa anh đi em. Bỏ vô miệng nhai thiệt nè. Đây là hoa thật. Dạ, thật không, thật không? Ok. Đây là táo thật hay giả? Khó nha. Táo thật. Táo thật. Táo thật có nghĩa rằng là quả táo này bạn ăn được. Lại ăn được. Chúc mừng món rồi anh. Rồi, chết rồi. Sốt không mà. Không mà sốt. Đây, trả lại đây. Thấy không, đơn giản không? Theo bạn nghĩ đây là thật hay giả? Thật. Đây là thật. Thật. Bạn ăn thử nè. Mon chết rồi. Khó quá nhờ. Trời ơi, Mon tệ thật. Xin mời winner quay ra. Không biết đây là cây kim ngân thật hay là kim ngân giả? Theo con mắt nhà nghề thì bố em là một nghệ nhân cắm hoa, cắm cây cảnh các thứ thì nếu mà em hôm nay đoán sai thì con xin lỗi bố, gia đình con thất truyền rồi. Thì đây là cây hoa giả. Loại sờ miếng à? Người hiểu ha. Loại mình cắn miếng lá, mình thử. Đúng miếng rồi lá đó. Nè. Một cái này giả hay thật? Rồi. Nhìn nè, tay tay em xin lỗi em, đây là cây hoa thật nha. Con xin lỗi bố nha. Con xin lỗi bố nha. Gia đình bất hạnh quá. Nè. Rồi xin mời xin em. Còn đây. Úi giời. Thả lên thả xuống đồ cho người ta biết cái cảm giác đồ à. Đây là trứng thật hay trứng giả? Với một người luôn luôn thích ăn trứng như em lại một cái thì em nghĩ đây là trứng giả. Rồi chị thử đâu cái đâu chị ơi, đâu chị ơi, đâu em ơi. Đâu đâu à, đâu 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 cái này đâu, nhưng đâu không nó sướng, nó sướng. Nó đúng thì nó sướng thôi. Em ơi, để đấy là mượn việc công trả thù việc tư đấy em. Thì ốc nhà. Còn một vật cuối cùng. Bây giờ đóm lại là đây là đồ thiệt hay đồ giả thôi. Cái này là đồ thiệt. Đồ thiệt hả? Chốt luôn hả? Đâu cho nó ăn thử chứ. Nè, quăng nè, cầm nha. Rồi đồ thiệt rồi. Đồ thiệt rồi. Ngon, ngon. Dạ. Winner đã trả lời được tổng cộng 2/3 câu, cải thiện hơn rất nhiều so với Mon Hoàng Anh. Và bây giờ là Kenji, mong là em sẽ không làm bọn anh thất vọng. Hai em. Trước mặt em là một trái khổ qua được mua từ chợ Cầu Ông Lãnh. Theo em thì đây là đồ thiệt hay đồ giả? Đồ thiệt. Vượt qua ăn thử. Ăn thử ra. Bẻ nào, bẻ ra, bẻ xem nào, bẻ coi nào. Em nghe tiếng bẻ rồi. Thiệt mới chảy nước đúng không? Đồ thiệt. Hay quá. Ê, em ngồi ở đây em có thử là giả. Ồ, em cũng vậy, em cũng. Anh nghĩ nó là giả đó. Nãy em nghe cái tiếng. Dạ rồi. Em đi ra em sao đi gần em. Bột bột. Chị ơi. Bố bột bột lại em nghe tiếng rồi. Rồi bây giờ tiếp đến này, đây nhẹ nhàng này. Ôi. Ê, thả một đàn ông cho nó vô cái. Đồ thiệt. Bứt một cánh hoa tặng cho cô. Đúng rồi, bà trả lời rồi đó. Cánh hoa ăn được đúng không anh? Cánh hoa ăn được. Cánh hoa hướng dương ăn được. Cánh hoa hướng dương ăn được nè.
cố lên. Hoa hướng dương mình còn sử dụng là mình làm phơi khô, mình làm trà đó. Nhưng mà cái hoa này chị còn không bắt được cánh của nó. Em ăn được là nó là hàng thiệt mà chị. Đúng, em ăn được, nó là hàng thiệt, chấp nhận luôn. Ăn được cho là hàng thiệt. Ăn được, nuốt được, làm thiệt. Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ mua ngoài đường 3 tháng 2 nè. Ôi. Em nhìn thấy quen không em? Dạ thiệt. Thiệt là thiệt đúng không? Dạ là thiệt. Quăng cho nó xài đi con. Trời ơi. Dạ chưa gì mà dám nói đồ thiệt. Cho nó xài thiệt. Đó là đồ giả. Đồ giả. Ok. Vậy là cái gì đã trả lời sai 2 trên 3 câu. Và tổng điểm của đội xanh đó là 3 điểm. 0-1-2. Rồi xin mời hai đội đổi chỗ với nhau để thực hiện phần thi cuối cùng. Xin mời Eli. Đây là một trái mà có thể ăn được mà chị nhìn xem nó nhìn rất là mọng nước, hiểu không? Thật. Nếu mà ăn được là thật đúng không? Đúng rồi. Thôi cầm đi. Giả rồi. Em là sử dụng trái cây giả thôi. Tiếp đi em. Rồi ok, tiếp đi mọi người. Đây thật. Đây là em còn chưa kìm nói mà. Chưa, không cần nói, bạn không cả đôi nhìn ra là chính là nó thật em. Thật em. Có thay đường không hả? Thật. Thật rồi. Thật rồi. Thế thì cái này là thật á. Đây là giả nha mọi người. Ồ giả hả? Đây. Thật. Trời ơi. Là một cây. Thật. Thật. Ok, rồi mang. Eo ơi. Yes, that's true. Eo ơi. Ủa từ từ, cái đấy thật hay giả? Giả. Trời ơi, trả lời ba câu, sai hết ba câu. Vâng. Nhưng mà được cái đấy chứ, bảo cái này. Và cũng giống như Mon Hoàng Anh, lượt lần đầu tiên bạn lại không được điểm nào. Xin mời Gina em. Và Mon Hoàng Anh sẽ là người. Cái gì em, để yên em, để chị coi đi chứ. Mình cứ lúc lắc lắc làm sao mà coi nè. Hoa này chị nghĩ nó là hoa thật hay hoa giả nhỉ? Hoa gì vậy ta? Nhìn không thấy gì luôn ta. Thấy hối nhá. Đây là hoa thật. Hoa thật là ăn được đúng không? Cô thay đổi không? Cho chắc chắn thay đổi đó. Tại vì... Ok, xin mời Hana mang qua. Hoa thật nha mọi người. Rồi, được. Cách thử như vậy hả? Ăn thử, mình cắn thử rồi đó. Khoan, trái gì vậy? Quăng hoài quá. Trái táo. Vậy chị nghĩ là táo này là táo táo giả. Táo này nhỏ xíu hả? Hoa thật nha chị. Rồi, xin mời Hana mang qua. Táo thật. Cho em cắn miếng. Cắn nào em. Đâu đâu, để anh thử nào. Để anh thử nào. Miếng nhé. Để anh thử. Ôi, anh cũng ráng ăn nữa hả? Dính răng sao con? Biết được rồi. Cái trái... Đây là giả. Thế hình như nó có phong thủy hay gì á. Ủa hay gì ạ? Đúng. Đây đơn giản à, đây đơn giản à. Gina đã trả lời đúng 3 trên 3 câu. Quá xuất sắc. Tình hình hai đội đang rất là gay cấn. Đội đỏ hiện tại đang có bằng số điểm với đội xanh. Nhưng mà anh Bazu sẽ là người cuối cùng quyết định xem là đội nào giành chiến thắng. Anh Bazu nói chung là trải đời nhiều hơn bọn em rồi. Nên là nhìn nhận nó cũng tinh tường hơn. Nên là em nghĩ là anh phải trả lời đúng 3 câu thì anh mới được điểm. Ghê vậy? Thế cơ. Trái dưa hấu là một trái thiệt, chắc chắn 100%. Trái chanh là trái thiệt 100%. Cái ly nhựa hay là ly thủy tinh thôi. Bây giờ cái ly đó dựa theo kiến thức mà tôi uống cà phê hàng ngày, thường xuyên lấy cái ly này để tôi uống. Ôi dồi. Thì tao không nhớ đó là ly nhựa hay ly tinh. Lục lại trí nhớ nào. Bình thường trong một cái công ty mà xài ly thủy tinh nó rất là dễ bể. Nó sẽ gây thất thu cho công ty. Đa phần người ta phải xài ly nhựa để lỡ có bể, lỡ có rớt không bể. Đúng. Ly thủy tinh. Yeah. Ok, xin mời Anna mang đồ sang kiểm chứng. Mang đồ sang kiểm chứng. Cẩn thận nào, các bạn sờ nào, các bạn kiểm chứng nào. Cẩn thận với gốc. Phải hận vỡ ly. Ôi, cái này ly nhựa mà. Yeah. À, này thật nè. Này thật luôn nè. Nhựa. Rồi, như vậy. Thì lượng ghê không? Vâng. Đây thì lượng ghê không? Như vậy là anh Bazo mới chỉ trả lời đúng 2 trên 3. Và sai đúng câu mà gần như là anh tưởng là anh đã đoán đúng. Không, tại vì thật ra là cố tình trả lời sai á. Đúng hoa. Vâng, vậy là trò chơi đầu tiên là hai đội kết thúc với tỷ số. Hoa. Trò chơi thứ hai sẽ rất là hấp dẫn. Trò chơi thứ hai có tên là Tài Xế ơi, mình đi đâu thế? Oh. Bố hay đinh đinh tinh. Luật chơi sẽ như sau. Mỗi đội sẽ cử một thành viên đóng vai tài xế. Hai thành viên còn lại sẽ được cụ MC cung cấp cho những từ khóa. Và từ khóa đó sẽ là những địa danh Việt Nam. Người đóng vai tài xế sẽ hỏi bạn muốn đi đâu?
thì hai thành viên còn lại sẽ diễn tả bằng hành động và lời nói những địa danh mà MC đưa ra để cho tài xế trả lời. Lưu ý, không được gợi ý trùng từ khóa, nếu gợi ý trùng từ khóa sẽ không được tính điểm. Mỗi đội sẽ có 2 phút để thực hiện phần thi, đội nào đoán được nhiều địa danh hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Ok. Ok. Giờ đội nào xin thi trước đây? Vừa đội thi trước rồi. Rồi, xin mời đội anh bắt đầu thi trước. Anh làm tài xế nha. Làm tài xế vào. Ok. Ok, mình có 2 phút nha mọi người. Bác ơi. Ơi. Mình đi tới cái chỗ mà ở, nói chung là ở miền Bắc á bác. Bắc á. Hai cái chữ cái chữ của tên địa danh đó nó có cùng một cái vần giống nhau á. Nó này mày xuống xe liền đi. Chở mày đâu. Có cái gì địa danh đặc trưng chở đó. Có quên rồi xuống xe. Xuống xe. Nó này xuống xe đi, nó đòi đi đi phức tạp. Con đi ở đâu miền Nam thôi nha con. Bác ơi, bác ba biết quê con ở đâu đúng không? Ờ, quê con đâu vậy con? Quê con ở Hà Nội bác. À, quê con Hà Nội. Hà Nội thì ở Bắc, bác biết phố đi bộ không? À, biết chứ con. Phố đi bộ có cái gì? À, phố đi bộ. Ngay giữa phố đi bộ luôn á. Nó có cái tiệm uống bia. Không phải, trời ơi bác ơi, nó là một cái địa danh rất nổi tiếng của Hà Nội. Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân. Nó, tức là nó có nước, nước. Hồ Hoàng Kiếm. Mình còn 1 phút à, bác ơi, bác ơi, mình đi đâu mà miền Nam hay thích đi biển á? Đi Vũng Tàu á con. Không không, cái biển khác nữa bác. Bác có đoán rồi mấy cái điểm, cái biển mà đẹp ở Đà Lạt. Biển đẹp á? Biển đẹp hả? Ừ, cái biển đẹp lắm. Mày điên hả? Đà Lạt trên núi mà đâu có biển. Nha Trang á con. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nha Trang miền Trung. Làm sao mày đi hay không? Đó là người miền Nam hay con ơi, con đi đâu con? Bác ơi, bác biết con rùa còn được gọi là con gì không? Trời, con rùa nó còn gọi là con quy, con định đi Quy Nhơn á con. Người ta lên hay thích đi lên nó lạnh nữa là lạnh. Ở Đà Lạt á con. Bác ơi, bác biết con rồng là con gì không? À, con Long á. Đúng rồi. Con đi Thăng Long hả? Dạ không phải đúng. À, con đi Vịnh Hạ Long hả? Dạ không. Nó là con rùa nhưng mà người ta thường nó là cầu đi chùa cầu bình. Con cầu Bình An. Đúng rồi. Yeah. Long An. Mày đi Long An. Chính xác. Thoát ra rồi mọi người. Trời ơi, quá là xuất sắc luôn. Ghê. Phần thi cực kỳ xuất sắc và bác tài xế này rất đắt khách. Với 5 chuyến đi, từng hướng vĩnh 5 điểm. Hay quá, trời ơi. Chưa gì mà bác đuổi xuống xe luôn rồi đó. Con này đòi đi cái nơi nào mà không hợp lý, đã miền Bắc rồi còn. Cái đó là Ninh Bình. Thôi, xin mời đội xanh. Hai phút, bắt đầu. Rồi, chào hỏi anh muốn đi đâu ạ? Rồi, anh biết con rồng không? Anh biết con rồng chứ em. Rồi, rồng gọi là gì nhỉ? Dạ Long ạ. Rồi, bây giờ em đoán đi nè, 2, 3. Thăng Long ạ. Rồi, cái khác nè. Vịnh Hạ Long mà. Gần đúng rồi. Xe đuổi liền luôn. Chưa. Bây giờ do tài xế dở. Bây giờ cầu cái cầu giấy, cầu giấy. Cầu móng. Phải. Móng. Cái cầu có con rồng ở đâu? Cầu có. Biết đường nào? Thế nào tài xế không biết đường rồi, tài xế hôm nay xài bản đồ đi. Em không biết tả này như nào. Bây giờ miền Bắc có Hà Nội, miền Nam có Sài Gòn, còn miền Trung có cái gì? Hôm nay Đồng Tháp. Hay. Xuống xe đi Đà Nẵng nha con. Thấy chưa? Trời ơi. Rồi, quê của anh ở đâu? Hải Phòng. Rồi lấy trước đầu này, xong rồi lúc mà tôi không muốn đi bạn muốn đi Hải Dương. Không phải. Tôi không muốn di chuyển thì sẽ lấy lần. Đậu cân Đậu Vân. Rồi lấy cái chữ cuối cùng nè, rồi. Vâng, Hải Vân. Rồi bây giờ là. Hải Vân. Chính xác. Ơi. Ai gia là gia sử. Ai là sứ Huế. Ừ, nhưng mà còn cái gì? Không, của Đồng Huế. Ba chữ. Của Đồng Huế. Không điểm. Thừa Thiên Huế. Ok. Rồi, hôm bữa mình đi Mai Bảng đâu ta? Ở nhà hát thành phố. Chính xác. Wow, dễ ạ. Quê của Học Môn. Rồi đi ra. Hải Phòng. Em bắt lại, em đâu biết quê Học Môn ở đâu. Quê của Việt Nam. Hà Nội. Ê, còn cái đèo gì ngoài đèo Hải Vân? Đều Bảo Lộc. Đúng rồi. Rồi, có biết Sĩ Thiện Nhân không? Biết võ gì không? Võ, cố truyền. Vâng, rồi, đây là cái quê hương của võ là gì? Võ là gì? Võ gì nhờ? Mà không đáp võ thế. Không, quê của Kira. Ừ, quê Kira. Võ. Ôi, đổi xuống xe. Biết xuống xe đi. Hết chưa. Võ bình định. Màn trời nước rút là ngoạn mục. Điểm là anh chắc rồi đó. Hiện tại đội xanh đang có số điểm là 6 điểm. Tôi nghĩ là ban tổ chức hơi thiên vị cho đội xanh. Tại vì sao mà câu hỏi dễ thế?
vừa quê của Môn. Không ngờ qua luôn quê được. Đi ra là đừng có chơi mà ông tài xế này ổng ở ngoài đường mà tự nhiên đâu biết quê của hai ông này. Đi từ nhà quê biết ra biết quê tôi đâu ông bộ nhà hàng xóm hay gì biết. Đúng rồi. Rồi xin mời tất cả các bạn về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi sàn đấu tài năng. Trò chơi đầu tiên có tên là nhảy freestyle và cũng là một sở trường của anh Bazo. Điên rồi. Luật chơi như sau: DJ sẽ cung cấp 3 đoạn nhạc theo 3 tiểu loại nhảy khác nhau. Cái này càng sở trường này. Nhảy sexy. Ôi giời ơi. Nhảy hip hop và nhảy freestyle. Thành viên mỗi đội sẽ đối kháng từng cặp và từng thể loại. Kết thúc phần thi, DJ sẽ là người chấm điểm. Ok. Chơi này. À, bây giờ thì hai đội sẽ phải ba bố kéo với nhau để phân ra xem đội nào thi trước và ai sẽ là người được chọn chủ đề. Xin mời Bazo. Rồi bây giờ đơn giản. Genji nè, quán đồ xì nè, 2 3. Rồi xin mời Bazo chọn. Bốc bình. Không có bốc bình. Sexy dance hip hop và freestyle. Sexy dance. Không, bây giờ áp đặt luôn bốc bình. Freestyle là popping đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Áp đặt luôn. Tại anh vì biết là cái cặp này nó sẽ nhảy không ra hồn. Để phần còn lại cho hai đứa con gái nó lo. Ok, bây giờ anh chọn đối thủ luôn đi. Không biết đó, là Genji đó. Anh chọn luôn. Đấy là đội xanh chọn. Chọn thôi đằng nào mày chả nhảy sexy đúng không? Thì thôi em chọn hip hop. Hip hop chọn người luôn. Em chọn chị Hailey ạ. Vẫn như vậy đấy. Không sao, cửa gì mình cũng có một điểm. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình chơi luôn cho nóng nha mọi người. Ok, xin mời cái đầu tiên. Ok, bây giờ đơn giản nha. Những cái gì đẹp mình đưa ra trước. Rồi, taxi lên trước. Taxi lên trước hả? Taxi lên trước. Lên nhá. Hai bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai bạn này nhiều duyên nợ với nhau ghê ha. Trò chơi, bắt đầu. Monchi. Ngân chim vượt chim. All I gotta do is blow my mind to this shit. Tiếp đến sẽ là Hailey và Winner. Hip hop. Trời ơi, khó quá, em không biết hip hop nha. Em không biết hip hop. Thôi em. Bắp bình không nhau, không nhiều à. Xin mời DJ. Nhớ sao em, sao biết em lại lên chơi chứ, chị biết làm nào. Lên đi. Chị có biết hip hop là gì. Ê, ê, ê. Đó, đúng rồi. Ê, cho tao đổi lại cái thể loại đó được không? Ê, cái này được nè, dễ nè. Nói lại cái thời đại là spoon. Cái này dễ này. Rồi quá là nhiều cung bậc cảm xúc. Vâng, bây giờ xin mời cặp đấu cuối cùng. Wow, save the best for last nè. Yo. Xin mời DJ. Đi phải từ 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 cái nhạc nào hai tôi đi đúng không?
vào cái kè cuối luôn nè. Kevin, nó bao em ơi, nó bao em ơi. Ngang sức đúng không? Ngang tài sức. Trời khó luôn. Về phần trình diễn này thì thực sự TF không biết chấm điểm như nào. Bây giờ thì Hana và TF và Kira sẽ là ban giám khảo của lần này. Và cặp đầu tiên ai mà vote thì sẽ giơ tay lên. Mỗi người chỉ được vote một lần, một cặp thôi. Cặp đầu tiên là Gina và Mon. Với cái bài thi là sexy dance đúng không? Đúng. Xin mời đứng lên, hai bạn đứng lên nào. Như vậy xong rồi ai, ai không công bố giơ tay lên. Ai okay. Là người sexy hơn? Bao nhiêu cánh tay dành cho Mon? Hai cánh tay dành cho Mon. Có nghĩa rằng là chỉ có một phiếu dành cho Gina thôi. Không sao, không sao Mon. Em ơi, chị rất tự hào về em. Anh quên không giơ tay. Gần 3-0 cho Mon. Như vậy là một điểm đầu tiên là dành cho đội bên kia rồi. Rồi mình đang bị gác hai điểm á. Winner và Hailey. Thì bao nhiêu cánh tay dành cho Hailey? Hai cánh tay dành cho Hailey. Rồi winner về chỗ ập mặt với tường. Trời ơi, thật ra là em vẫn rất là cái này là động viên cho Hailey để vì Hailey ngã đau quá. Wow. Cái trình độ là winner hơn rồi, rõ ràng đúng không? Công nhận không? Bây giờ là thắng thua là quyết định vào giây phút này đúng không? Đây. Một người không biết nhảy, không biết nhảy, chưa qua trường lớp đào tạo mà còn ráng nhảy bất chấp. Tự hỏi đi ha. Dạ vâng, tự okay nhìn nhận vấn đề đi ha. Bao nhiêu cánh tay dành cho Genji? Không sao. Cái này là mọi người suy nghĩ. Suy nghĩ mọi người thôi. Có trong mắt của hai bé này thấy anh nhảy không đẹp. Nhưng mà mấy bạn thấy anh nhảy đẹp lắm luôn. Trời ơi, trong mắt bạn anh nhìn vô gương là anh tự thấy anh đẹp. Anh Bazo, hôm nay có cảm nghĩ gì ngày hôm nay không anh? Thật ra thì ngày hôm nay góp mặt với các bạn ở đây đều là những người đàn em. Thì bản thân anh thì anh cũng rất là tự hào bởi vì các bạn đều là những người rất là tràn đầy năng lượng, tràn đầy tuổi trẻ và các bạn chơi rất là dễ thương, thú vị. Mà nhiều khi có những cái mà anh bắt đầu được nhìn lại và thấy tuổi trẻ của mình đây, ngày trước đó là như vậy. Và tôi cảm thấy các bạn sẽ còn tiếp tục cái con đường này thật tốt nữa. Đây là lời chúc mà anh dành cho các bạn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của VA36 trong chương trình Đồng Tây Nam Bắc. Hey.